rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua đã có cuộc khẩu chiến với bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, khoét sâu thêm những mâu thuẫn nội bộ ở Tel Aviv. Kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Theo Reuters dẫn lại các nguồn tin địa phương, bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant bác bỏ mục tiêu giành chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas của Thủ tướng Netanyahu là vô nghĩa. Ông Galan cho hay, các điều kiện hiện nay trong một cuộc xung đột ở Liban trái ngược hẳn với những gì đang diễn ra vào đầu xung đột. Theo The Times of Israel, dẫn lời ông Galan, tôi sẵn sàng tranh luận bằng sự thật và hành động. Tôi có thể yếu về phương tiện truyền thông và chính trị, nhưng về an ninh, tôi biết mình đang nói gì. Ngay sau đó, ông Netanyahu đã phản pháo bình luận trên. Khi ông Galan áp dụng quan điểm chống lại Israel ông đang làm tổn hại đến cơ hội đạt được thỏa thuận về con tin. Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ mục tiêu của Israel hiện vẫn là chiến thắng hoàn toàn với việc tiêu diệt Hamas và trả tự do cho những con tin. Theo tuyên bố, đây là chỉ thị rõ ràng của Thủ tướng Netanyahu và nội các an ninh và nó có nghĩa vụ đối với tất cả mọi người, bao gồm cả ông Galan. Cuộc khẩu chiến giữa hai lãnh đạo cấp cao của Israel diễn ra trong bối cảnh Tel Aviv đang chuẩn bị cho đòn trả đũa của Iran và nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn hồi cuối tháng 7, Israel không kích Liban làm chết một thủ lĩnh Hezbollah. Một ngày sau đó, lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Iran thề sẽ trừng phạt Israel về vụ ám sát, dù Tel Aviv không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận có liên quan vụ việc. Các xung đột trong nội bộ chính phủ Israel đã có từ năm 2022, khi Bộ trưởng Quốc phòng Galan nhiều lần đụng độ với Thủ tướng Netanyahu và các đảng tôn giáo dân tộc trong liên minh của ông. Năm 2023, Thủ tướng Israel đã cố gắng sa thải ông Galan khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng khi ông Galan phản đối kế hoạch hạn chế quyền lực tòa án tối cao của ông Netanyahu. Nỗ lực sa thải ông Galan khi đó đã không thành công vì phải đối diện với nhiều cuộc biểu tình phản đối từ hàng trăm ngàn người Israel. Phát biểu trong sự kiện vận động tranh cử tại Phoenix, bang Arizona, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng đã có quá nhiều người dân thiệt mạng trong vụ tấn công vừa qua của Israel nhằm vào một trường học tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh Israel có trách nhiệm quan trọng phải hạn chế thương vong cho dân thường. Bà Harris khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ hiện nay là thúc đẩy các bên liên quan đạt nhất trí về việc thả con tin và đi đến thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, quân đội Israel đã mở cuộc tấn công nhằm vào trường Antabin, một trong những khu tạm trú của hàng nghìn người dân sơ tán tại thành phố Gaza, khiến hơn 100 người dân Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo hãng tin CNN, một số khí tài quân sự Mỹ trong đó có bom dẫn đường cỡ nhỏ GBU39 được các lực lượng Israel sử dụng để tấn công môi trường. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố rằng lực lượng không quân của họ đã nhắm vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát nơi các chỉ huy và các tay súng Hamas đang ẩn náu. Ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra, hãng tin CNN và một số tờ báo khác dẫn các nguồn giấu tên cho biết, Bộ ngoại giao Mỹ đã thông báo với quốc hội về việc chính quyền của ông Biden sẽ cung cấp cho Israel thêm 3,5 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí và khí tài Mỹ. Số tiền này là một phần của gói viện trợ 14,1 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ phê duyệt từ tháng 4 năm 2024, song bị Quốc hội tạm thời giữ lại do lo ngại tình trạng căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan để tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ với Israel và trao đổi về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, việc thả các con tin và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân. Các trang báo cho biết, ông Blinken đã nhấn mạnh với ông Galan rằng các hành vi làm gia tăng căng thẳng sẽ chẳng mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. phản ứng trước hành động của Israel, Algeria đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp khẩn trong thời gian sớm nhất. Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo lên án ở mức cao nhất, trong đó nhấn mạnh trường học liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công tại giải Gaza, con số nạn nhân là dân thường là không thể chấp nhận được. Israel phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Ngoại trưởng Anh David Lammy kêu gọi các bên đồng ý ngừng bắn để bảo vệ dân thường, thả con tin và khu vực viện trợ bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cáo buộc israel đang tìm cách phá hoại nỗ lực đàm phán ngừng bắn trong khi bộ ngoại giao ả rập xê út quan ngại giải gaza đang hứng chịu thảm họa nhân đạo chưa từng có tiền lệ vì những hành động vi phạm luật pháp quốc tế bộ ngoại giao ai cập kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thống nhất và hiệu quả để bảo vệ người dân palestine đồng thời chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào thường dân không có khả năng tự vệ ai cập nhấn mạnh vụ tấn công gây thương vong lớn cho dân thường diễn ra đúng thời điểm các nỗ lực hòa giải đang được đẩy mạnh để đi tới một lệnh ngừng bắn ở giải gaza The Independent đưa tin, các tướng lĩnh cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đang thúc đẩy tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa trực tiếp vào những căn cứ quân sự ở Tel Aviv và các thành phố khác của Israel nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang tìm cách để tránh rơi vào một cuộc xung đột toàn diện với Israel và thay vào đó muốn nhắm vào các căn cứ ẩn của cơ quan tình báo Mossad của Israel đặt tại các quốc gia quanh Iran. Một trợ lý của ông Pezeskian nói rằng Tổng thống Iran đã đề xuất nhắm mục tiêu vào một nơi nào đó liên quan đến Israel ở Azerbaijan hoặc Iraq và thông báo cho những nơi này biết trước để giải quyết toàn bộ vụ việc. Tuy nhiên, một quan chức IRGC nói với tờ The Independent rằng các thành viên trong lực lượng này đã thảo luận về cách phá hoại những nỗ lực trả đũa tiềm năng của ông Pezeskian. Ngoài ra, tờ Jerusalem Post tờ báo hàng đầu Israel dẫn các nguồn tin trong lực lượng tình báo nước này cho biết một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. IRGC ủng hộ phương án đáp trả trực tiếp vào lãnh thổ Israel bằng đòn tập kích quyết liệt hơn so với vụ tấn công hồi tháng 4, trong khi Tổng thống Pezeshkian, người vừa nhậm chức cuối tháng 7, có quan điểm ôn hòa. Một nguồn tin khác cho biết những cuộc tranh cãi nội bộ tại Iran có thể khiến quá trình ra quyết định trả đũa Israel thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh đó, tình báo Israel nhận định sức ép ngoại giao quốc tế cũng đã khiến Iran thay đổi và trì hoãn phương án tấn công trực tiếp vào Israel. Nhưng các đánh giá trong 24 giờ qua cho hay Iran đã quyết định tập kích trực tiếp vào Israel để trả thù cho ông Haniyeh. Chiến dịch này có thể diễn ra trong vài ngày tới, thậm chí trước cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn mới cho giải Gaza vào ngày 15 tháng 8 do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian. Axios, trang tin về chính trị, an ninh ở Mỹ, cũng đưa ra thông tin tương tự. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Israel không thay đổi bất cứ chỉ đạo nào sau các thông tin trên. Ông Hagari cho biết IDF đang theo dõi tất cả lực lượng đối địch trên khắp Trung Đông tập trung vào Iran và Hezbollah. Trưởng Ban Chính sách Đối ngoại của Liên minh Châu Âu EU Joseph Borrell kêu gọi khối áp trừng phạt Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir vì đề xuất chống lại dân thường ở giải Gaza. Ông Borrell viết trên mạng xã hội X rằng trong khi thế giới đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza, Bộ trưởng Ben Gvir kêu gọi cắt giảm nhiên liệu và viện trợ cho dân thường. Giống như những tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, đây là hành động kích động tội ác. Các biện pháp trừng phạt phải nằm trong chương trình nghị sự của EU. Ông Borrell cũng kêu gọi chính phủ Israel tránh xa khỏi những lời xúi dục phạm tội ác như vậy đồng thời tham gia một cách thiện chí và các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập thúc đẩy để đạt một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Theo Sputnik, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben ủng hộ lập trường cứng rắn hơn đối với người Palestine. Chính khách này đã nhiều lần lên tiếng phản đối thỏa thuận với phong trào Hồi giáo Hamas để chấm dứt xung đột ở Gaza. Ông tuyên bố Tel Aviv cần phải đi đến cùng và từ bỏ thỏa thuận vô nghĩa. Vừa qua, đại diện cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cùng đại diện nhiều nước Ả Rập, kể cả các nước phương Tây là đồng minh của Israel, cũng lên án phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich khi ông này phát biểu tại một hội thảo rằng việc gây ra nạn đói ở giải Gaza là công bằng và chính đáng. Lan sóng phản đối diễn ra gay gắt khi cho rằng phát ngôn đó vi phạm quy tắc nhân đạo, thậm chí có thể coi là cấu thành tội ác xung đột. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này có những phát biểu như vậy vi phạm trắng trợn các quy tắc của luật nhân đạo và các công ước quốc tế liên quan. Đại diện Liên minh châu Âu cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Israel một lần nữa chứng minh sự coi thường của quan chức này đối với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của nhân loại Tân Ngoại trưởng Anh David Lammy bình luận trên mạng xã hội X Không có lý do gì để biện minh cho những phát biểu của Bộ trưởng Smotrich Chúng tôi hy vọng chính phủ Israel sẽ rút lại và lên án quan điểm này Đại sứ Đức tại Israel Stefan Siebert cũng gọi những phát biểu này là không thể chấp nhận được và kinh khủng rằng việc bảo vệ dân thường và cung cấp cho họ nước và thực phẩm là nguyên tắc của luật pháp quốc tế và nhân đạo còn người phát ngôn của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence cho biết cao ủy nhân quyền về Liên Hợp Quốc Volker Tux bị sốc trước tuyên bố trên của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich